Chào bạn, trong ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cái vấn đề, đó là học làm người đơn giản. Đây là một cái vấn đề mà nó con người thì nó thường phức tạp hóa vấn đề đi. Có nhiều vấn đề nó rất là đơn giản nhưng mà họ suy nghĩ và họ tìm những cái hướng giải quyết đó, nó rất là phức tạp. Chính vì vậy mà người trong cuộc ấy thường không sáng suốt hơn người ngoài cuộc. Những người đơn giản thì suy nghĩ nó cũng giản đơn, không nghĩ đến nhiều việc, đối với công việc thì chuyên tâm hoàn thành. Người đơn giản thì thường để cho không để tâm đến người khác dị nghị, họ chỉ chú trọng đến cái nội tâm của chính mình thôi. Người mà suy nghĩ càng nhiều thì tâm tư càng càng lắm, mà càng đa mưu túc kế thì càng dễ hao tâm tổn sức. Trong cái xã hội hiện đại và phức tạp ngày nay thì học làm người đơn giản là một cái vấn đề cần thiết và có thể gọi là cao minh. Người đơn giản thường lấy sự giản đơn để chế ngự đi cái sự phức tạp. Trong một cái thế giới mà có nhiều sự huyền hoặc, họ chọn cho mình một cách sống yên tịnh, ăn đơn giản, sống giản dị. Hạnh phúc chân chính thường xuất hiện vào cái lúc bình dị. Và vì vậy, cuộc sống giản đơn nhất chính là cuộc sống tốt nhất. Người có trí tuệ và cảnh giới cao thượng thì thường không màng đến cái sự hỗn độn của thế giới bên ngoài. Điều họ chú trọng là thế giới nội tâm ở bên trong. Quay trở về cái bản ngã của chính mình. Quay trở về thiên nhiên, quay trở về cái tâm tính của cuộc sống. Thì đây là một cái đại ý được trích trong cái trang Đại Kỷ Nguyên, và mình thấy cái đoạn này nó rất là hay và mình xin trích lại. Và hẹn gặp lại bạn ở trong cái buổi chia sẻ tiếp theo.